Tiết xuân thì tập thanh nhìn họ nguyện con bái đạo cung thịnh mời tiết thanh lai đa đàn duyên quả thực dâng lên tim đăng tràn quả thực dâng lên lòng tin bái thịnh chúa tiên mẫu kiều trung thiết tiên cung thịnh mời đến nhất thiên tiên thanh vân công chúa thượng thiên mẫu ngưng về nương xa nhiệt tam giới mong muôn sư phật hải hội tất sao văn kỳ sư ghét thương ngân thần kỳ phương ngân sư phật điện tỏ thân nằm mô nhắm phật cái bồ tát ba Nam mô Nhâm Vân Cái Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Nhâm Vân Cái Bồ Tát Ma Tát. Sa Loan Thanh Gia hội cung đi nhị mô thanh tiên cung thịnh mời mô ba đề nhị tiên đi xưa dịch thánh trong đền sông sơn chiến đàn hai ngàn lối nhiệt minh hương ra dâu từ bờ đường vô hương hòa nội đắp thanh lương trí tâm kim cương nhân chỗ biến thập phương nằm mô nhân cũng giang bồ tát ma tát nằm mô nhân cũng giang bồ tát ma tát nằm mô nhân cũng giang bồ tát ma tát slot thay ra hồi để tam thanh tiên cùng thịt mời để tam thanh dân lòng nữ được biệt chính văn này hẳn như những minh ngân sao từ bộ lượng vô ngưng hòa độ đắc thanh ngưng sĩ dân kim ngưng nhất du biến thập phương lập muôn cung giảng bồ tát ba tát lập muôn cung giảng bồ tát ba tát lập muôn cung giảng bồ tát ba tát sa loan thanh gia có lệnh truyền ra những thánh ông người có lệnh truyền ra quân quan thủy bộ cùng là người chưa dinh xem ra hồi đời chân thị mở mang nam hải đích đệ tập ngày dòng dõi kịp trì xem ra hồi hoa hải đường thần tiên dẫu vô đề nhất tức mà nơi là đất trong quanh thành xa ơi tên gọi đại hoàng tống vương cô tên gọi đại hoàng có thông minh chính trực đạt đạt trong chiều xe ơi tờ mờ trong ra ngoài cửa xuất tờ mờ chiếc thoi cô bé có lá cờ mùa phong thành xa hồi lai lang xa trông bề đào lai lang xa trông thuyền thoi cậu bé trở về cửa đông xe ra hồi tam vị chú mương thì con dâng văn tam vị chú mương thịnh mời chú ba đi nhất tây thiện ngự về chiều
bà chú ngựa tanh nghi tanh nhiệm màu nhang thơm thành ở cứng quỳ tôi châu chúa tiên chúa bà để nhất tây thiên đình
dù vì bánh kim sớm chiều cá vàng tay khơi bê ba rừng vàng đêm gió sắp hò dâu sát đời đời đêm gió sắp hò suốt đời dâu sát. Lộng tay chùa với bát già bốn phương hội họp đèn qua đêm này ban cho tin bất lụa dày bộc lộc cho lắm về đây càng nhiều ban cho dài nhật sáng nhiều bộc lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa anh đâu còn nhà có cùng ba mươi mùng một mười tư hôm dần ba mươi mùng hôm dặm mười tư nước Việt Nam có nghi ngàn đông lô coi bắc kỳ có núi tây thiên dọn thịt nghe hà ớt điên ý nghe hà Hãy
chát hương màu xanh lá. Chúa ngồi đó lòng đầy đau xót, giữ trần phàm bao kẻ u mê nhớ xưa thái tổ chiều. Thank you.
độ cho gia trẻ gái trai độc gia tình vương lộc tài hoàn hân chữ rằng chung gia đi hơn. Thank you.
phơi phới lá huyền dãy dầu. Chút Quỳnh Lộng là nơi trang duyên, cửa trang đài đi nhiên tung tăng mấy tòa mây đã vất mặt. Gần xa đâu đó dốc
lòng không sai. Thời năm yêu rõ ràng ngày năm phương, năm yêu rõ ràng ngày ngũ phương ban cảnh tiên đàng sắc. Bài sáng
thấp nhị tiên nàng, khắc nhiều áo thắm dịu dàng bước ra, cô nàng càng rất đông dân hoa. Thành ra hồi cũng
phục mình đế đi tôn con, phục mệnh đế đi ra tay sát phỉ dù tình nghi sóc tà. Trong lời
hương rồng nhang khói trong lòng đành cho bông người đứng nhìn trên cánh xuân trang quan giám sát yên quỷ đàn ngựa cai vàng tuần du
ưu kiểm soát cõi phàm chốn đi dần gian. Thank you.
truyền phát các quan ông về, truyền phát các quan tạ phát nhiều võ lữ ban đáng đàn lệnh truyền phát võ đôi hạ thiên binh vạn mã hăng cả kéo sang lệnh truyền tìm đôi vạn cơ. Thiên binh đăng trình tâu đối mẹ Phật với tiên đương lối khác sẵn. Tu tiên được bảy đời qua, tu Phật được chín kiếp mới lên. Thank you.
khai quang dòng nghe tập cờ diều ông vì trinh tam duyên ngã tích đăng cung giờ khi phục mở thân vật thách chúa đi chung Hãy subscribe.